chúng ta đến sớm so với quy định của FIFA. Tuy nhiên thì FIFA cũng đã cử rất là nhiều cán bộ cũng như là ở địa phương đã đón tiếp chúng ta rất là nhiệt tình, sắp xếp cho chúng ta cũng như là bố trí cho chúng ta tiếp tục bay xuống dưới Namibia này để chuẩn bị cho cái trận đấu tập huấn vào ngày mùng 10 tới đây giữa chủ nhà New Zealand và đội Việt Nam. Các cầu thủ rất là ý thức từ di chuyển đến ăn uống cũng như là chuẩn bị các cái đồ ấm đem theo để chúng ta không bị bất ngờ với cái khí hậu lạnh mà từ Hà Nội chúng ta rất là nóng để chuyển qua bên đây.